các bạn thân mến, tối hôm nay Tuấn Nguyễn Cuộc Sống Quanh Ta tiếp tục chia sẻ những hình ảnh trên con phố Tràng Thi, và xin mời các bạn cùng với tôi sẽ đi dọc con phố Tràng Thi vào buổi đêm dưới ánh đèn rực rỡ rất đẹp. Các bạn đi cùng tôi nhé. Tôi sẽ đi dọc hết con phố Tràng Thi và về tới ga Hà Nội trên con phố Lê Duẩn, và tôi sẽ kết thúc cái video để gửi cho các bạn hình ảnh về ban đêm trên một con phố một chiều được trang trí rất nhiều ánh sáng, các biểu tượng của Hà Nội, biểu tượng của những con hạc. Phố Tràng Thi này thì cũng tương đối là nhiều các cái ngã tư giao cắt nhau, đèn xanh đèn đỏ. Đấy, hiện nay đã tới một ngã tư giao cắt với phố Phủ Doãn. Đèn đỏ hộ để hơn 40 giây. Đây là ngã tư giao cắt với cả phố Phủ Doãn các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy không khí buổi tối trên con phố Tràng Thi thuộc quận Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội. Vào giờ này là khoảng 8 giờ tối, tức là 20 giờ. Rất vắng vẻ. Người đi lại thì vẫn còn nhộn nhịp, nhưng mà không ùn ứ, không tắc đường. Một buổi tối mùa đông. Đây là ngã tư giao cắt với phố Quán Sứ các bạn ạ. Đang đèn xanh cho nên tôi vẫn có thể đi qua được. Họ trang trí hai bên đường rất nhiều các cái biểu tượng Khuê Văn Các và hình con hạc đỡ ở dưới. Và bây giờ là sắp đến chỗ gọi là nút giao cửa Nam. Và tôi sẽ rẽ phải đi sang hàng bông, đầu hàng bông, để tôi rẽ trái đi về phố Hai Bà Trưng, cuối phố Hai Bà Trưng, và đi ra phố Lê Duẩn để đi về ga Hàng Cỏ các bạn nhé. Đấy, bây giờ tôi rẽ trái này. Đây là cửa Nam. Tôi muốn chia sẻ hình ảnh này để các bạn có thể xem biết về một số con phố của thủ đô Hà Nội vào một buổi tối, xem không khí trên đường phố ra sao. Bây giờ đèn xanh tôi đi tiếp. Đây là ngã tư giao cắt này với phố Lê Duẩn. Vẫn là nhịp đèn xanh, tôi đi tiếp. Bây giờ tôi sẽ rẽ trái ra phố Lê Duẩn các bạn nhé. Và đi ra ga Hàng Cỏ, và tôi sẽ dừng tại ga Hàng Cỏ. Và tôi sẽ ghi hình ảnh
mặt trước của ga Hàng Cỏ để các bạn cùng xem. Ở đây là phố Lê Duẩn. Buổi tối khi thành phố lên đèn thì nhìn toàn cảnh của các con đường con phố nó sẽ khác với lại cả buổi ngày. Nó đẹp theo một góc nhìn khác. Bây giờ tôi chuẩn bị đi vào tới trung tâm của ga Hàng Cỏ. Tức là đây gọi là ga Hà Nội, ga đường sắt Hà Nội chạy các tuyến Bắc và Nam. Đấy các bạn nhìn rất rõ không? Ga Hàng Cỏ rất sáng. Này rất nhiều khách nước ngoài này cũng đang đứng chụp ảnh check in trước cửa ga Hàng Cỏ. Đấy, tôi tạm dừng ở đây để ghi hình ảnh cận cảnh về ga Hàng Cỏ cho các bạn cùng xem. Giờ tôi đi tiếp. Ở đây là con phố Lê Duẩn. Giờ này xe buýt vẫn chở hành khách chạy trên các con đường phố của Hà Nội. Và bây giờ tôi xin được kết thúc cái video ngắn để chia sẻ hình ảnh phố Tràng Thi, cửa Nam và ga Hà Nội gửi đến các bạn cùng xem để các bạn cảm nhận hiện nay đường phố Hà Nội ra sao. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.